Hi, xin chào mọi người đã trở lại với channel của mình. Và ok các bạn ơi, hôm nay mình xin làm một con khủng long. Chắc hẳn các bạn đã nhìn thấy đúng không? Thì tên của nó chính là Sinosaurus. Đây là một trong những con khủng long gần như là khó bật nhất ở trong trong Jurassic World mọi người ạ. Thì đây là cái con mà rất là khó mà để chúng ta sở hữu, gần như là gọi là full 8 con các bạn ạ. Thì mình đã đủ số lượng 8 con Sinosaurus mọi người ạ. Con này gọi là bộ 3, thì trong bộ 3 thì các bạn đã biết rồi. Thì nó là một trong những con khủng long rất là khó mà để sở hữu full được. Và các bạn xem đấy, animation của bọn nó ăn. Ê, mà nhìn tiếp ra bọn này như là những con sắp ấy nha. Và lao vô là nó ăn con dê mọi người ạ. 3 con luôn, thấy chưa? Ăn con xịn sò hơn là những con như là T-Rex, rồi con Indominus Rex hay là Indoraptor. Hình như đây là tụi nè, sống tụi Sinosaurus này, nói chung là bọn này sống theo kiểu như là theo team á mọi người, theo đàn á. Thì nó cùng nhau để gọi là đi săn. Đấy, thì ok, hôm nay mình cuối cùng đã sưu tập đủ trong thời gian rất là dài. Thì cuối cùng thì mình đã sưu tập đủ bộ con này rồi. Và đương nhiên là sẽ tiến hóa ngay cho mọi người xem ở cái dạng cuối cùng của con này, để xem nó đẹp và nắm mạnh như thế nào nha. Thì con này là một trong những cái con bộ gọi là tăng cơ, gọi là hàng đầu ở trong Jurassic World. Các bạn biết là tụi này nó tăng rất là khủng, vì nó có bầy đàn, nó thành ra là mọi lần nó chết chỉ chết con thôi mọi người, rất là độc đáo. Cái khả năng gọi là vô cùng hấp dẫn luôn. Rồi bây giờ thì anh sẽ cho con này lên dạng tiến hóa để xem mà nó thì cái dạng tiến hóa nó đẹp cỡ nào nha. Trời, con này hôm bữa giờ mình ngẫm lắm luôn các bạn, cuối cùng thì cũng đã làm được em nó. Rất là khó để kiếm cái bắt con đó mọi người ạ. Rất là khó luôn á. Gần như là rất là ít thấy cái offer về cái con này mọi người ạ. May mắn thì mình cũng đã sưu tập được em này. Trời ơi, bắt đầu khó lên. Con này nó gần ba con này giống như cái tiếng gà con kêu với mọi người. Nghe nó cái chip không à. Khủng long này hơi nhỏ nha. Khủng long này là thuộc dạng là bu theo, mình coi những cái tập con khủng long cổ dài các bạn. Mấy con này thường kiểu dạng bu theo con cổ dài, mọi người kiểu như leo cổ dài, ngồi cho cổ dài làm phương tiện chở chúng nó đi á. Mấy con này rất là khôn các bạn ạ. Nó không thuộc dòng raptor, nó giống như kiểu bọn copy mọi người, mấy con copy nhỏ mọi người, rất là nhỏ mọi người, khủng long cực kỳ nhỏ luôn, cỡ tầm mấy con chuột kiểu vậy, mà nó sống kiểu di chuyển rất là nhanh. Nói chung là thức ăn của khủng long mấy kiểu như con mấy con mà raptor hay là con những con khủng long mà như con này nè, đó như con Rhysania nè, đó kiểu vậy. Bọn này có lối ăn khá độc và xịn các bạn ạ. Đó, bu vô tấn công con bò mọi người thấy không? Về cái là cút ngay. Đó, cút liền. Ok, và bây giờ chúng ta tiến hóa lên một cái này nữa, và sau đó thì chúng ta sẽ tiến hóa lên dạng cuối cùng của nó. Rồi, lên được rồi này. Ôi, bắt đầu đổi màu mọi người. Con này có ba màu đặc trưng, đó chính là màu cam cam, màu vàng và màu xám xanh các bạn ạ. Rồi, chúng ta sẽ vô đây và tiến hóa luôn. Uầy, tiến hóa lên dạng cuối cùng, nhìn nó ngầu nét nha. Trời, đầu có màu các thứ rồi, đây là cái hình dạng gọi là adult của nó, gọi là dạng trưởng thành đó mọi người. Nhìn khá là xịn sò luôn. Cuối cùng mình đã sưu tập được bọn này hơi bị đẹp các bạn ạ, mình rất là thích mấy con kiểu bọn này các bạn ạ. Ôi, nhìn dễ thương phết nha. Ở đây, tấn công mình là siêu bầy đàn luôn. Y bàn sóc vậy. Ăn tiêu diệt con mồi thôi. Rồi, ok, và bây giờ mình thử mình bít nó vào đấu trường xem nó thuộc dạng đấu trường loại top kiểu nào nha. Cặp 2 cam máu thì này là cặp 7 rồi. Đây rồi các bạn ơi. Wow, nó xếp cùng được với team beta. Nhưng mà con này thì mình nghĩ là tăng cơ là chính đó mọi người. Ok, mình sẽ đi Sinosaurus. Con Sino tới con beta, tới con Irritator Gen 2. Ôi, toàn là những con rất là đẹp.
và đương nhiên chúng ta gặp toàn là ăn thịt và ăn cỏ khá là lợi. Trời ơi, nó đạp to, nhìn ngầu chưa, nhìn nhỏ nhỏ nhắn nhắn dễ thương nhỏ hay thôi chứ mà nó là gọi là vua có vỏ đây, không đùa được đâu. Nó bây giờ nó dồn đam quýnh mình thì nó không dám dùng đam mọi người. Con này thì chính xác ra chúng ta có thể dùng tiêu diệt đối thủ hoặc là tăng cơ đều được, khá là hữu dụng đó nha. Ba con quýnh luôn chứ đâu phải là một con đâu các bạn. Giờ đối thủ chúng ta hơi nhùn mọi người, thấy này hơi nhùn nên là không dám tấn công. Được rồi, tôi lấy ba thủ xem như thế nào. Đối thủ này 6 điểm rồi, để coi ổng tấn công mình không nha. 6 điểm quýnh luôn, vậy là chết con thôi. Chết mất con đen rồi, còn con đỏ với con vàng. Ok, vẫn trụ được nữa mọi người ạ, vẫn cưng được. Mày hả bữa ấy. Trời ơi, gặp con cỏ rồi thôi, ôi dồi ôi luôn, nó leo lên người nó cắn thì thôi luôn, sao mà chạy được. Glythronax ra hả? Ok, con này mình tiêu diệt luôn nè. Cho 7 điểm luôn nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 điểm luôn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Thiếu mất một con hơi uổng nhưng mà vẫn là cái gì đó mọi người, khá là ngầu mọi người. 6 điểm thì nói chung là nó chỉ quýnh được một con thôi các bạn à. Mình vẫn còn sống nha. Đấy các bạn không? Ghê chưa? Cưng ba là có thật nha. Cưng vàng là con chú tể rồi. Đá này à, chết queo. Ôi, vậy là Sinosaurus con này nó khá là bá các bạn à. Gọi là cưng ba là có thật các bạn ơi. Ôi, khủng long cưng ba các bạn. Wow, khá là ngầu. Rồi, bây giờ mình sẽ để cho nó ở lượt thứ ba ha. Mình sẽ cho cái con kia vô tăng đi, mình sẽ để nó lượt thứ ba. Khá là hay đây. Bây giờ mình sẽ cho con mình sẽ cho bộ ba vô trước đây. Tiếp theo là con này này đi cho đẹp đó. Ok, giờ mình sẽ thay đổi chiến thuật để Sinosaurus ở cái lượt thứ ba để dùng ba con kết liễu thì nó sẽ đẹp hơn không? Ồ đen rồi các bạn ơi, hai con nước luôn. May mắn thì chúng ta có con cỏ đầu tiên tăng cơ chính hiệu. Ui cái sâu chúa các bạn ơi, nhìn gai góc của nó này hơi căng à. Nhưng mà không sao, con rút riêng của mình thì nó gọi là đô con của mình thì nó dữ đấy, không có dễ gì cắn được nó đâu. Nhìn vậy thôi chứ à, con thật ra là cúp các bạn. Còn cả 6 là giống con Danny Suchet mọi người ạ. Cứ há há cái miệng ra rồi cạp ấy, giống trong cái phiên bản Ox Fable Ascendant của mình làm á. Nó cạp cạp cái mỏ đó kìa, nhìn cay không? Hù hù. Mấy gà mình sợ lắm rồi, né né tùm lum mọi người thấy không? Ôi trời ơi, dùng 4 điểm quýnh luôn, dữ cha. Chết có đứa à, đen. 1 nè, 2, 3 điểm mà chết rồi. 3 điểm là cúp con cá sấu. Cá sấu chúa nè, một mổ một đá. Rồi, tiếp theo chúng ta cũng là con Otabosaurus, một con cũng thứ dữ đó các bạn ạ. Nếu mà dồn đam giết con này chúng ta còn 4 lượt đó nha. Đấy, vậy thì dễ quá đúng không? Quá đơn giản các bạn ạ. Tính toán như thần, cúp 2 luôn, bọn nó mạnh lắm các bạn ạ. Anh này thì giờ đen cái mà biết sao không? Cắn chết con à. Ôi đi đùng 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 nhìn sợ nha. Nhưng mà nó cắn chết được con của anh thì nó cũng không là đối thủ đáng gờm lắm. Đây 4 điểm luôn.
trời, chết cứ con, tôi vẫn còn tim nha. Đây, 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 đây. Cào cho hai cái nè, ghét nè. Đá cho hai cái gần chết luôn. Tiếu nãy là mình quýnh luôn là nó cút rồi các bạn. Đấy là một cực ba các bạn, một đội hình gần như là ao trình luôn á. Nói chung là con này nó ao trình toàn bộ khủng long ở trên kia luôn á. Tính ra là một cực ba được các bạn ạ. Bọn này nó mạnh quá. Cuối cùng thì nó cũng đã chết. Nhưng mà không sao đâu, toàn chúng ta còn những con quái vật khủng khiếp không các bạn ạ. Ok, swap ra nè. Và ok, và bây giờ đây là team mạnh nhất của mình. Trời ơi, quýnh thì ba con này đứng được nữa đấy chứ. Trời, con quýnh kìa. Ngầu chưa?